bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quang Minh nói gì về tin đồn cặp trai trẻ có người thứ ba hậu ly hôn Hồng Đào? Theo danh ca 63 tuổi, từ sau khi ly hôn Hồng Đào, anh bị nhiều người để ý, bàn tán về đời tư. Năm 1995, Quang Minh Hồng Đào kết hôn và có hai con gái. Quang Minh theo vợ diễn hài kịch và cũng nhanh chóng nổi tiếng đình đám trong và ngoài nước. Họ trở thành đôi bạn diễn ăn ý cả trên sân khấu và phim ảnh. Tháng 7 2019, Hồng Đào xác nhận ly hôn Quang Minh sau 24 năm chung sống. Hiện cả hai vẫn giữ mối quan hệ như người thân. Sau ly hôn, các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều tin đồn về Quang Minh, nhất là thông tin cho rằng anh đang gặp trai trẻ hay có người thứ ba xuất hiện mới khiến hôn nhân đổ vỡ. Mới đây, Quang Minh chia sẻ với chúng tôi về những tin đồn bủa vây suốt thời gian qua. Anh nói, là người của công chúng, khán giả có quyền nhận xét, có quyền nói, còn đúng hay sai mình biết là đủ rồi. Mình không thể đi giải thích với từng người được, ở đời có người thương người ghét. Giờ tôi cứ chụp ảnh với cô gái nào, thậm chí chụp với Cao Thái Hà, là người đóng chung phim với tôi thôi mà mọi người cũng ồ lên. Nói đây là người thứ ba xuất hiện. Có lần tôi chụp ảnh với đứa cháu cũng bị nhiều người nhào vô, nói đây là người thứ ba. Cũng may có người biết sự thật đã lên tiếng, nói đó chỉ là cháu của Quang Minh thôi, lúc đó người ta mới vỡ lẽ. Ở thời điểm hiện tại, Quang Minh nói anh chỉ cố gắng sống tốt, làm nghề một cách nghiêm túc. Từ khi ngồi ghế nhà trường, anh tâm đắc với lời dạy của thầy cô rằng diễn viên phải có đạo đức. Nếu có tài năng mà không có đạo đức thì cũng bị đào thải. Cũng theo Quang Minh, hiện anh độc thân nên có bước thêm bước nữa cũng là chuyện bình thường, không có gì sai trái hay không có đạo đức. Nam danh hài khẳng định để mọi thứ thuận tự nhiên, tôi không dám nói là sẽ ở vậy suốt đời, không bao giờ đi thêm bước nữa. Ở đời không bao giờ biết trước được điều gì hết. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến việc hiện anh đã có người mới chưa, thì nam danh hài sinh năm 1959 xin phép từ chối trả lời vì muốn giữ lại sự riêng tư cho bản thân. Ở tuổi 64, Quang Minh vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, phong độ. Nghệ sĩ nói làm nghệ thuật thì vẻ ngoài rất quan trọng, chiếm đến 70% sự thành công. Vì vậy, anh luôn ý thức chăm sóc bản thân, sống lành mạnh. Tôi là người sống tình cảm, còn việc vui buồn là thất thường không thể tránh khỏi. Trong công việc, tôi luôn cố gắng làm nghề một cách nghiêm túc, lạc quan, anh nói thêm. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.